Nguyễn Hữu Tình, 18 tuổi, quê ở tỉnh An Giang, đã phải lãnh án tử hình trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người cướp tài sản khiến 5 người trong một gia đình thiệt mạng. Vụ việc xảy ra tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Chắc hẳn rất nhiều người vẫn chưa thể quên được Nguyễn Hữu Tình, hung thủ gây ra vụ thảm sát kinh hoàng vào tháng 2 năm 2018. Theo cáo trạng, gia đình anh Mai Văn Trinh có 5 thành viên, gồm hai vợ chồng anh và 3 người con sống tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Tháng 8 năm 2017, anh Trinh nhận Tình vào làm tại xưởng sản xuất của gia đình. Quá trình làm việc, Tình thường xuyên bỏ đi chơi game và ăn nhậu đến sáng mới về, nên vợ chồng anh Trinh thường la mắng và có ý định sau Tết sẽ không thuê Tình nữa. Ngày 12 tháng 2 năm 2018, tức 27 Tết âm lịch, Tình đề nghị được tạm ứng 5 triệu đồng, nhưng vợ anh Trinh không đồng ý. Hai ngày sau, Tình bị vợ anh Trinh la mắng, ngay lập tức bị cáo dùng dao đâm chết vợ anh Trinh, sau đó đâm anh Trinh nhiều nhát khiến anh này cũng tử vong. Tiếp đến, Tình sát hại 3 người con của vợ chồng anh Trinh. Sau khi sát hại 5 người, Tình lục tài sản trong nhà nạn nhân, lấy đi 3 điện thoại di động, 1 chiếc laptop và bộ trang sức. Sau đó Tình thu dọn quần áo bỏ vào trong ba lô, mở cửa sắt, dắt xe gắn máy ra ngoài rồi đóng cửa bỏ đi. Trong phiên xét xử, khi được nói lời sau cùng, bị cáo xin lỗi thân nhân gia đình bị hại, biết khó lòng thoát khỏi án tử hình, bị cáo xin được hiến tạng cho y học. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên tử hình đối với Nguyễn Hữu Tình về tội giết người và cướp tài sản. Ngoài ra, bị cáo còn có trách nhiệm bồi thường dân sự cho gia đình nạn nhân hơn 198 triệu đồng tiền mai táng.